Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đầu tiên hôm qua đã vào giải Gaza. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thế giới cảnh báo, cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình hình nhân đạo thảm khốc ở vùng đất 2 triệu dân này. Sau 2 tuần bùng phát, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và thậm chí có nguy cơ lan rộng. Đoàn xe mang theo vật tư y tế được phép vào Gaza, Anh, AP, theo chính quyền Ai Cập, 13 xe tải chở thuốc và vật tư y tế, cùng 5 xe chở thực phẩm và 2 xe tải chở nước đã được phép đi qua cửa khẩu Rafah, lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Những nguồn cung cấp này là rất cần thiết để ngăn chặn tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp ở giải Gaza. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cho biết, đây chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu của 2,2 triệu người sống chen chúc ở giải đất vẻn vẹn chưa đến 400 km vuông này. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, tại Ai Cập Jeremy Hopkins cho biết, chúng tôi đã có thể đưa 2 xe tải chở nước uống, tương đương khoảng 40.000 lít nước vào giải Gaza. Tuy nhiên, đây như một giọt nước trong đại dương và chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu của khoảng 27.000 người trong một ngày. Điều này càng cho thấy sự cấp thiết phải có một hành lang nhân đạo bền vững cho các nguồn cung cấp thiết yếu. Và tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các cửa khẩu được mở để các vật tư cần thiết có thể vào được giải Gaza. Sau 2 tuần bùng phát, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và con số thương vong tiếp tục tăng với cả hai bên. Israel tuần này đã tăng cường bộ binh và trang thiết bị quân sự tới các khu vực giáp ranh với giải Gaza. Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đầu tiên hôm qua đã vào giải Gaza. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thế giới cảnh báo, cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình hình nhân đạo thảm khốc ở vùng đất 2 triệu dân này. Sau 2 tuần bùng phát, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và thậm chí có nguy cơ lan rộng. Đoàn xe mang theo vật tư y tế được phép vào Gaza, Anh, AP, theo chính quyền Ai Cập, 13 xe tải chở thuốc và vật tư y tế, cùng 5 xe chở thực phẩm và 2 xe tải chở nước đã được phép đi qua cửa khẩu Rafah, lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Những nguồn cung cấp này là rất cần thiết để ngăn chặn tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp ở giải Gaza. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cho biết, đây chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu của 2,2 triệu người sống chen chúc ở giải đất vẻn vẹn chưa đến 400 km vuông này. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, tại Ai Cập Jeremy Hopkins cho biết, chúng tôi đã có thể đưa 2 xe tải chở nước uống, tương đương khoảng 40.000 lít nước vào giải Gaza. Tuy nhiên, đây như một giọt nước trong đại dương và chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu của khoảng 27.000 người trong một ngày. Điều này càng cho thấy sự cấp thiết phải có một hành lang nhân đạo bền vững cho các nguồn cung cấp thiết yếu. Và tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các cửa khẩu được mở để các vật tư cần thiết có thể vào được giải Gaza. Sau 2 tuần bùng phát, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và con số thương vong tiếp tục tăng với cả hai bên. Israel tuần này đã tăng cường bộ binh và trang thiết bị quân sự tới các khu vực giáp ranh với giải Gaza.